của ai. Anh vẽ là những bức tranh đang chiếu sâu trong sắc màu mỏng manh, mỏng manh. Để nhìn lại tháng năm xa rồi còn mình anh thôi, mà sẽ sao chẳng nói nên lời. Vòng mê mộng nào dần theo làn mây quá trôi. Với anh những ngày mà mình dòng chơi là thời gian đẹp nhất trong đời. Hãy subscribe.